Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Trong thế giới của tôi chuyển sinh thành Slim, rồng là một trong những chủng tộc cao cấp và mạnh mẽ nhất. Chúng tồn tại dưới dạng một khối năng lượng mà thuật thuần khiết, không có thể xác nên đã vượt qua mọi quy luật về thời gian bệnh tật và chỉ có thể bị giết bởi các tác động ma thuật. Về cơ bản trong Slim có 4 loại rồng chính, đó là lửa, băng, gió và đất. Tuy nhiên dựa vào sức mạnh và cách thức được sinh ra, người ta cũng chia rồng thành hai loại, đó là rồng thường và các chân long. Nếu chân long được xem như tồn tại của thánh thần và không thể bị giết, thì rồng thông thường lại sở hữu sức mạnh thấp hơn và còn có thể bị giết trong các trận chiến. Xuyên suốt series có 5 chân long và 5 con rồng thường. Trong số đó, những con rồng thường đã được Rimuru thâu tóm và đem về cho canh giữ các tầng trong mê cung. Còn 5 chân long thì 3 con đã trở thành hảo hữu của Slim Knight. Và ngày hôm nay để hiểu thêm về những con rồng trong thế giới Slim Dataken, anh em hãy cùng Anime Wiki điểm qua top 10 con rồng mạnh mẽ nhất trong thế giới anh nhé. Lưu ý video sẽ spoil một số thông tin trong manga và novel. Fan anime hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Vị trí số 10 là Minh Linh Long Vương Wenti. Wenti vốn là một con rồng thây ma, được xếp hạng A về sức mạnh và mức độ nguy hiểm. Nhiều năm về trước, năng rồng này từng sống trong một khu vực thuộc đại xâm lâm Jura và dốc lòng bảo vệ cho khu rừng này. Tuy nhiên, nguồn sức mạnh quá lớn của Wenti lại vô tình tàn phá nơi mà cô luôn bảo vệ. Một khoảng thời gian sau đó, với mục đích là thanh trừng Wenti để bảo vệ cho khu rừng, giáo hội phương Tây đã cử linh mục Adaman và thánh hiệp sĩ Albert đến Jura. Tại đây, trận chiến cực kỳ khốc liệt giữa họ diễn ra cho đến khi Wenti bị tiêu diệt. Dù vậy, cả Adaman và Albert cũng phải hy sinh vì tiêu hao hết sức lực, cảm động trước nghĩa cử bất chấp tính mạng để giữ yên bình cho đại xâm lâm. Một phép lạ xuất hiện và hồi sinh cả Wenti lẫn Adaman và Albert. Tuy nhiên, Adaman và Albert trở thành những xác sống, còn Wenti sau khi hồi sinh đã nhận được một lượng lớn sức mạnh và tiến hóa từ Zombie Dragon trở thành Death Dragon. Về sau thì cả Wenti và Adaman đều về dưới trướng của Rimuru. Sau đó, Wenti được Slim này đặt tên và ban cho 5.000 linh hồn, để rồi tiến hóa thành một Long Vương với tên gọi là Minh Linh Long Vương. Sau khi tiến hóa, Wenti được xếp hạng A cộng, chỉ số EP đạt 1.650.000. Cô cũng có thể biến thành một phụ nữ khá xinh đẹp, oanh tạc chiến trường với vũ khí là một lưỡi hái giống như tử thân, sở hữu hơi thở ăn mòn cùng với một số ma thuật hắc ám và ma thuật tử linh. Có thể nói Wenti rất mạnh mẽ và cô cùng với Adaman hiện đang canh giữ tầng 60 trong mê cung của Ramirez. Eros là một chú rồng đất được xếp hạng A và được Milim mang đến ủng hộ cho Rimuru nhằm huấn luyện và canh giữ tầng 96 của mê cung. Sau này nhờ liên tục chiến đấu và hấp thụ linh khí của chân long Vedora, Eros nhanh chóng phát triển và đủ tiềm năng trở thành một long vương, cấp độ tiến hóa cao nhất mà các con rồng thông thường có thể đạt được. Sau khi được Ramirez đặt tên và Rimuru ban cho 5.000 linh hồn, Eros cũng chính thức tiến hóa thành long vương và nickname là Địa Toái Long Vương. Sau quá trình tiến hóa, Eros có chỉ số EP là 2.170.000, có thể linh động chuyển sang dạng người và sở hữu năng lượng dự trữ ngang bằng với thập đại chúa tể của mê cung. Về sức mạnh, con rồng này có thể điều khiển nguyên tố hệ thổ, nó có cơ thể rất cứng cáp và thể chất vô cùng dẻo dai mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì năng lực chiến đấu còn khá non nớt theo kiểu tấm chiếu mới, nên Eros chỉ xếp hạng gần cuối trong thập đại chúa tể của mê cung và xếp thứ 9 trong danh sách này. Vị trí số 8 là Notus, Liệt Phong Long Vương. Eros không phải là con rồng duy nhất Milim mang đến cho Rimuru, cùng với nó còn có Notus, Boreas và Zephyrus. Trong số đó, Notus là một con rồng gió, có thể điều khiển nguyên tố gió và sấm chớp. Nó được xếp hạng A và hiện đang canh giữ tầng 97 của mê cung. Nhờ tích cực thăm ngàn và hấp thụ linh khí của Vedora, sau khi được Ramirez đặt tên và được Rimuru ban cho 5.000 linh hồn, Notus đã tiến hóa thành Liệt Phong Long Vương với chỉ số EP là 2.180.000. Về phần Boreas, nó là một con rồng băng có thể điều khiển nguyên tố hệ băng. Về sau khi vào mê cung, nhờ tích cực thăm ngàn và hấp thụ linh khí của Vedora, và sau khi được Ramirez đặt tên cùng với 5.000 linh hồn từ Rimuru, Boreas đã tiến hóa thành băng tuyết Long Vương với sức mạnh hệ băng và chỉ số EP đạt 2.190.000. Băng long này hiện đang canh giữ tầng 98 của mê cung nhé anh em. Và con cuối cùng trong bộ tứ long được Milim mang đến cho Rimuru là Zephyrus, hiện đang canh giữ tầng 99 của mê cung. Cũng giống như những người anh em trước đó, Zephyrus sau khi hít ké ánh hào quang của Vedora đã được Ramirez đặt tên và cùng với 5.000 linh hồn từ Rimuru để tiến hóa lên hỏa viêm Long Vương. Là một hỏa Long Vương, Zephyrus sở hữu ma thuật lửa đầy mạnh mẽ, cùng chỉ số ma tố đạt 2.220.000 EP.
Khác với những con rồng thông thường để sở hữu sức mạnh hạng A, vẫn có thể bị tiêu diệt bằng ma thuật, thì chân long được xem là những linh thể cấp bậc cao nhất, sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả chân ma vương hay chân anh hùng. Chúng là sản phẩm từ lời cầu nguyện của chúng sinh và được tạo thành từ những nguồn năng lượng vô cùng tinh khiết. Về cơ bản, chân long tồn tại như đại diện của thần thánh và không thể bị giết. Thậm chí nếu có người đủ sức tiêu diệt nó thì một con chân long khác với đặc tính tương tự sẽ được sinh ra. Xuyên suốt dòng lịch sử của Slim Dattaken, chỉ có 5 chân long và dù chúng không có chung huyết thống nhưng vẫn coi nhau như anh chị em. Trải qua thời gian dài phát triển, người ta cũng dần nhận ra dù chân long không thể bị giết, nhưng nếu chúng biến chất và trở thành mối đe dọa đến an nguy của nhân loại thì giọng nói thế giới sẽ can thiệp và ra tay loại bỏ. Và đó cũng là cách duy nhất để tiêu diệt một chân long. Hãy cùng đếm qua top 5 chân long trong thế giới Slim nhé anh em. Đứng ở vị trí thứ 5 là Vegea, địa đế long. Đây là con chân long thứ 5 và sinh sau đẻ muộn nhất trong dàn chân long của Ceres. Thực chất địa đế long đã hoạt động từ rất lâu về trước và tiền thân của nó chính là thủ lĩnh của loài rồng tinh vương long Vedanava. Khi sáng tạo ra thế giới, Vedanava đã đưa ra quy định loài rồng không được phép sinh sản. Tuy nhiên sau này vì chúng tính xét ái tình từ một cô gái loài người, Vedana đã phá luật do chính mình tạo ra. Ông đã có con với cô gái đó và truyền thụ phần lớn sức mạnh cho con mình. Đứa bé đó chính là ma vương Milimnava. Về phần Vedanava vì gái quên thân, đã làm trái quy luật và phải chịu đựng cái chết. Sau đó ông được tái sinh thành một chú rồng nhỏ có tên là Gaia và trở thành thú cưng của Milim. Nhiều năm sau trong một trận chiến của loài người, chú rồng Gaia bé bỏng bị giết chết khiến Milim nổi cơn thịnh nộ và đã hủy diệt rất nhiều quốc gia trên thế giới. Người chết nhiều không đếm xuể và Milim sau đó cũng trở thành một trần ma vương. Sau khi Milim tiến hóa, cơ thể Gaia cũng nhận được một nguồn năng lượng và biến thành rồng hỗn loạn Charles Dragon. Tuy nhiên vì trước đó Gaia đã chết nên cơ thể nó giờ đây không còn chút ý chí nào mà đã trở thành một cỗ máy hủy diệt vô cùng tàn bạo. Mặc dù rất đau buồn, nhưng Milim đã phải ra tay phong ấn cơ thể Gaia để không ai có thể tìm thấy nó. Về sau phong ấn này được Chu Kỳ phát hiện và triệu hồi thân xác Gaia trong trận chiến với ma vương Leon Cromwell. Sau khi nhận thấy con rồng không làm khó được Leon, Yuki đã lấy đi lõi rồng trong cơ thể nó và số phận đưa đẩy khi về sau chiếc lõi này lại rơi vào tay của Rimuru. Dưới sự giúp đỡ của Ruminas, Rimuru đã thanh tẩy nó và biến con rồng này trở về dạng trứng. Sau khi nở Gaia được tái sinh khiến Milim vô cùng vui mừng, nhưng vì chú rồng này vẫn còn nhỏ và khá yếu nên họ đã quyết định huấn luyện cho Gaia trong mê cung của Ramirez. Một khoảng thời gian sau đó, tiểu long này đã hấp thụ lõi của Perseus Evil Dragon Gero và được Rimuru đặt tên là Vegea, nên đã tiến hóa và được giọng nói thế giới công nhận là chân long thứ 5 của thế giới. Hẳn anh em đang thắc mắc Perseus Evil Dragon Zero tớ đang nhắc đến là ai, thì nó cũng là một tồn tại đặc biệt khi bản thân nguyên gốc không phải là loài rồng, mà là một con người có tên là Vega. Sau khi chết, Vega được Chu Kỳ hồi sinh dưới dạng một linh thể và được trao cho kỹ năng tối thượng Ác Long Vương Azida Haka, một kỹ năng cho phép hắn hấp thụ năng lượng cho một khu vực nhất định. Sau này trong trận đại chiến Tema, Vega đã tấn công vào vương quốc Chura của Rimuru và hấp thụ năng lượng từ mê cung. Nhưng vì nguồn năng lượng trong mê cung quá lớn nên hắn đã bị quá tải, để rồi bị chính kỹ năng của mình khống chế bản thân và tiến hóa trở thành Perseus Evil Dragon Gero. Mặc dù nó không phải là loài rồng, nhưng đã tuân theo tất cả quy tắc tiến hóa do giọng nói thế giới đặt ra. Vì vậy, về bản chất, Perseus Evil Dragon Gero có thể được xem là một chân long. Tuy nhiên còn chưa vui mừng được bao lâu thì nó đã bị đám đệ tử của Rimuru gồm Diablo, Benimaru, Jejion và Dino găng băng đến chết. Sau đó sức mạnh của sinh vật này được tái sinh thành dạng lõi và được Gaia hấp thụ. Là thanh niên số hưởng, đã được hấp thụ 2 thậm chí là 3 con rồng nên Vega rất mạnh. Với chỉ số ma tố 10 triệu cùng hàng loạt kỹ năng vô cùng bá đạo như hơi thở hỗn loạn và sáng tạo vạn vật, một kỹ năng cho phép tạo ra mọi thứ mà nó tưởng tượng. Vì thế có thể nhận định nếu chân long này phát triển hoàn thiện thì nó sẽ là thực thể cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên vì còn cần một khoảng thời gian khá dài nữa để dậy thì nên Vega chỉ đứng thứ 5 trong danh sách này mà thôi. Vezado là chân long thứ 2 được sinh ra sau Vedanava và được ông ta trao quyền trở thành chị cả trong các chân long. Tuy vậy cô hầu như không quan tâm đến các vấn đề của thế giới mà thường dành thời gian ở lục địa băng, vùng đất bị đóng băng vì hàn khí thoát ra từ cô ta. Trong quá khứ, Vezado từng đập chết bạo phong long Vedora vì tức giận với sự bạo lực của thằng em. Cô làm vậy vì mong rằng sau khi tái sinh lại, Vedora sẽ trở nên nhu mì hơn. Vâng, chị cả rất ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần ra tay thì đó là một câu chuyện rất đáng sợ. Về sức mạnh, Vezado được đánh giá là chân long mạnh thứ 2 sau Vedanava, với kỹ năng tối thượng là băng thần chi vương Chuhu.
Tuy mạnh như thế nhưng cô chỉ xếp thứ tư trong danh sách này là vì Vezero không giao du với CEO Rimuru nên không được hưởng cái hào quang của nhân vật chính. Vị trí thứ ba là Vegreen trước Nhiệt Long. Vegreen là chị gái thứ hai của Vedora và được cho là con rồng nhanh nhất thế giới. Khác với rồng Otaku Vedora, Vegreen rất thông minh và đã rèn luyện bản thân để có thể kiểm soát sức mạnh khổng lồ vô cùng hiệu quả. Cô ta có thể sử dụng sức mạnh tư lửa của mình như một động cơ, giúp tăng tốc và đem đến khả năng di chuyển cực kỳ nhanh. Không chỉ vậy, Vegreen có thể suy nghĩ nhanh chóng và đưa ra các chiến thuật tấn công phù hợp với tốc độ của mình để dễ dàng khuất phục được Vedora. So với Vegero thì Vedora và Vegreen có mối quan hệ thân thiết hơn. Mặc dù vậy, Vegreen rất thích bắt nạt thằng em Otaku của mình, khiến cho cô cậu thường lạnh sống lưng khi gặp mặt hai cô chị. Tuy vậy nhưng cô nàng rồng này từng vô cùng nổi giận khi nghĩ rằng Rimuru đã nuốt Vedora và tìm mọi cách để báo thù cho đứa em của mình. Bên cạnh khả năng đưa ra các chiến thuật chiến đấu hợp lý, Vegreen cũng sở hữu sức mạnh chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi được Rimuru nâng cấp kỹ năng tối thượng Viêm Thần Chi Vương Chuha, cô đã vượt qua người chị Vegero và trở thành chân long mạnh thứ 3 trong thế giới Slim. Vị trí thứ hai là Bạo Phong Long Vedora, là chân long thứ tư được sinh ra và cũng là con rồng đầu tiên ra mắt trong bộ truyện. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Rimuru, cuộc đời của Vedora đã thay đổi hoàn toàn. Từ một con rồng trẻ trâu chuyên đi quậy phá khắp nơi, Vedora đã trở thành một otaku chính hiệu sau khi lỡ đọc vài bộ truyện trong ký ức của Rimuru. Nhờ mối liên kết đặc biệt với chủ tịch nên thông qua hành lang linh hồn, Vedora gần như cũng bất tử giống như anh bạn thân của mình, khi có thể hồi sinh lại vô số lần nhờ những thông tin đã được lưu trữ bên trong Rimuru. Có thể hiểu Vedora sẽ không chết khi Rimuru còn sống, và chủ tịch của chúng ta thì vô đối rồi còn gì. Bên cạnh đó, sự liên kết hành lang linh hồn với Rimuru còn cho phép Vedora mượn sức mạnh từ người bạn và trở thành con rồng mạnh nhất trong số các chị em của mình. Vì thế có thể nói đến cuối bộ truyện, nếu không tính Rimuru thì Vedora là chân long mạnh nhất đang tồn tại trên thế giới. Trên thực tế thì cái tên phải nhắc đến ở đây chính là Vedanava, khi ông là chân long đầu tiên và là một đấng toàn năng đã sáng tạo ra các thế giới, người có thể kiểm soát năng lượng của hư vô và năng lượng của vật chất. Tuy nhiên vì Vedanava đã không còn tồn tại nên chúng ta có thể thay thế bằng Milimnava, một long ma nhân vô cùng mạnh mẽ, mang trong mình phần lớn sức mạnh của Vedanava. Milim thừa hưởng khả năng điều khiển năng lượng vật chất và kỹ năng lo phản ứng ma tố, thứ cho phép cô tái tạo ma tố trong cơ thể liên tục khi nó dường như là bất tận. Nói cách khác, Milim không bao giờ hết ma lực. Sau sự kiện thức tỉnh thành chân ma vương, Milim cũng nhận được một kỹ năng tối thượng, đó là vô phẫn nộ Stanen, năng lực cho phép chuyển đổi cơn thịnh nộ của người sở hữu thành sức mạnh. Nhược điểm của nó là tiêu hao rất nhiều ma tố để sử dụng và sẽ ngừng kích hoạt nếu người đó hết ma tố. Tuy nhiên với khả năng sản sinh vô tận ma tố thì có thể nói về cơ bản với vô phẫn nộ Stanen trong tay, Milim gần như trở nên bất bại. Ngoài ra khi sức mạnh càng tăng lên theo trận chiến, Milim sẽ càng mất đi sự tỉnh táo, khiến cô không khác gì một cỗ máy chiến đấu tàn bạo. Và đó là lý do khiến mọi ma vương phải ngao ngán khi đối đầu với cô gái này. Khi ở dạng bình thường, Milim yếu hơn rất nhiều so với ba anh em nhãn chân long. Nhưng khi rơi vào trạng thái chiến đấu thì cô trở nên bất bại và thậm chí có thể chiến đấu với cả chủ tịch Rimuru. Đó là lý do vì sao cô gái này xứng đáng xếp ở vị trí số 1 dù không phải là một con rồng thật sự. Bonus Rimuru, long ma niêm tính tinh thần thể. Mặc dù Rimuru là một con Slim chính hiệu và về sau đã tiến hóa thành loài độc nhất Demon Slim, tuy nhiên trên thực tế Slim này còn là một con rồng và đã được công nhận bởi giọng nói thế giới. Không như những chân long khác khi được sinh ra từ ma tố, Rimuru được biến đổi và trở thành chân long nhờ việc hấp thụ và phân tích sức mạnh của những chân long khác. Quá trình này đến từ việc Rimuru nuốt Vedora để đánh bại trước Nhiệt Long Vegreen, sau đó nuốt luôn Vegreen và thức tỉnh trở thành một chân long. Sau khi trở thành chân long, sức mạnh ma tố của Rimuru được tăng lên gấp 10 lần. Kết hợp toàn bộ kỹ năng mà Slim bá đạo này có được thì có thể nhận định Rimuru mới thực sự là con rồng mạnh nhất trên thế giới còn tồn tại. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những con rồng mạnh nhất trong thế giới Slim Dataken. Theo anh em còn thiếu thông tin nào nữa không? Hãy bổ sung ở phần comment nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.